Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 7, từ nay cho tới ngày 12 tháng 10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Người dân ở những khu vực này cần phải cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở những vùng trũng thấp, ven sông và ngập úng ở đô thị. Trọng tâm mưa lớn đợt này sẽ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi còn trên 350 mm. Còn với miền Bắc thì từ chiều nay cho tới ngày 11 tháng 10, khu vực phía đông của Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Đến ngày mai thì mưa sẽ lan sang cả khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ trong hôm nay ở những khu vực này sẽ không cao, phổ biến chỉ từ 30 cho đến 33 độ. Những ngày tiếp theo giảm nhẹ 1 đến 2 độ nữa, thời tiết cuối tuần sẽ vô cùng mát mẻ. Với khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận thì trong hôm nay mưa sẽ giảm dần. Quảng Trị chỉ còn có mưa rải rác với lượng mưa là từ 5 đến 10 mm. Còn các nơi khác thì trời nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Bình Thuận sẽ là từ 31 đến 33 độ. Mưa cũng sẽ có xu hướng giảm dần trong hôm nay ở khu vực phía Nam. Trưa chiều nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có thời tiết nắng ráo, cùng với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Gió mùa Tây Nam tuy không hoạt động mạnh thế nhưng vẫn còn duy trì, nên về chiều tối mưa vẫn còn rải rác ở các tỉnh phía Nam, một số nơi có mưa với lượng trên 30 mm. Trên biển, dự báo chiều nay bão số 7 sẽ ở trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, và sau đó thì bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam về phía vùng biển Vịnh Bắc Bộ của nước ta. Diễn biến của cơn bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão, hôm nay gió trên Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Ngoài ra thì mưa dông và gió mạnh, sóng cao là tình trạng biển động vẫn còn duy trì trên toàn bộ khu vực biển của nước ta. Như vậy là hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều trong cả ngày. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa gián đoạn vào ban ngày và bắt đầu xuất hiện từ chiều tối, nhưng lượng thì giảm dần so với những ngày vừa qua.